Chào các bác. Em hôm nay lại giới thiệu các bác về cây 5 cánh trắng Minh Vũ, Minh Vũ 1. Cây này là cây 5 cánh trắng Minh Vũ 1. Thì được là mọi người gọi tên là khá là lâu. Đến năm nay là năm 2019 thì được nhiều gọi tên và nó có lâu rồi. Nó có lâu rồi thì giá thành nó cũng sẽ giảm nhiệt hơn, nó không bị đắt như là những cái cây khác. Cây này nó nhiều rồi các bạn, thì khi mà lan đột biến thì người ta thường là cứ là càng ít thì càng đắt, mà nó khi mà nhân ra nhiều ấy thì nó sẽ rẻ hơn, đỡ hơn. Ok. Đó, em treo lại một chút để em quay cho nó dễ mà. Đấy, báo cáo các bác đây là cây Minh Vũ 1, 5 cánh trắng Minh Vũ 1. Cái này để mà nguồn gốc xuất xứ thì dùng nói rất khó, chả biết được. Đấy, còn tên thì như thông tin em biết thì nó là cái cây mà mọi người hay gọi tên là cây Minh Vũ ấy. Thì là do nhà cái bác Minh Vũ là bác ấy sổ ra, thì cái cây đấy thì nó cây này bác gọi như thế, thì về đến bây giờ thì mọi người vẫn gọi như thế. Bởi vì nó thực chất của những cái cây 5 cánh trắng hay những cây đột biến ấy, thì nó chỉ là cái cây mà để cho mọi người, người ta nhìn đến là người ta biết và người ta sẽ nhớ đến nó, nhớ tên. Khi một cái 5 cánh trắng đẹp đấy thì tất cả các thể loại 5 cánh trắng đều đặt tên như vậy là để dễ nhớ, chứ không phải là để mà dễ nhớ và có tên thôi. Để các bác cũng biết và sưu tầm những cái mặt bông đẹp. Như cái này là cây 5 cánh trắng mắt hồng, tím hồng, rất là đẹp. Ngoài đời thật ấy thì là màu nó mắt nó mờ hơn này, lên điện thoại thì nó đậm hơn, nhưng ngoài đời thì nó mờ hơn. Và em nhìn năm nay cái này là cây nở tự nhiên thì không kích cái thuốc tiếc rồi. Đấy, nhưng là năm nay khả năng là cây này bị ói nên là nó nở ra như này. Để các bác ngắm kỹ bông hoa này. Đấy, các bác ngắm kỹ bông hoa đấy, xong em sẽ phân tích một chút về cái cây 5 cánh trắng Minh Vũ này để các bác xem và nhận biết là nó không bị nhầm lẫn. Thực ra ấy, thì để mà dòng 5 cánh trắng ấy, để mà nhìn thân lá ấy, thì rất là khó, nhưng mà nó có một số cái nét tương đồng và có thể nhìn được. Có một số anh, ví dụ như em cũng thế, là cũng là một trong những người sưu tầm lâu. Thì xưa đi bắt, cách đây vài năm, 5-7 năm toàn đi nhìn lá, để bắt thân lá, để bắt hoa xổ số. Nhưng bây giờ thì chẳng còn mấy người bắt xổ số nữa, bởi vì xổ số bây giờ phải mua nhiều cơ. Chứ bây giờ thực ra là nhiều khi thân lá nó am tím thì vẫn có thể là 5 cánh trắng, mà thân lá trắng thì nó không ra trắng được, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đây thì các bác có thể xem mà em thì nói sơ qua một chút để các bác có thể nhìn và tương đối nhận ra dạng lá của nó. Thì khi mà mua ấy, thì các bác có thể chuẩn cái dạng lá này, đây là cây đang hoa mà, thì các bác nhìn cái dạng lá này là các bác sẽ chụp lại những cái dạng lá này, xong rồi các bác đi mua của người ta về bác so xem có đúng không. Nếu như dạng lá với lá mà đem về mà nó giống hệt nhau ấy, thì nó chuẩn 100% luôn. Nó không được 100% đâu, nhưng mà nó cũng được xác suất nó cao. Còn thì nếu như mà mua xổ số ấy, xổ số thì không thể biết được cây nào với cây nào, bởi vì nó rất là khó, xác suất rất là ít, mà đã nở những cây như này thì nó lại tiền, rất là nhiều tiền. Đây thì em nói sơ lược một chút về cái cây này của em. Em thì trồng bằng giá thể là vỏ thông hết. Phân thì em muốn dùng phân hữu cơ, có thể phân dê hoặc là phân trâu, phân bò. Còn phân vô cơ thì em vẫn dùng mấy loại phân Nhật, phân Đài mà em vẫn hay bán thôi. Em dùng loại nào tốt thì em sẽ bán loại đấy. Thực ra đôi khi có một số loại thì mình cứ phải nói thẳng thắn với nhau là như này. Đã là phân bón thì cái nào nó cũng tốt cả. Nhưng còn nó tốt đến đâu thì lại phụ thuộc vào là cái cách mình sử dụng. Cách sử dụng của mình thì mình dùng nó sao cho hợp lý với vườn của mình. Ví dụ như mà vườn mình khô ấy, thì mình có thể sử dụng phân trâu, phân bò, phân dê. Nhưng mà vườn mà mình ẩm, mà trồng giá thể ẩm ấy, thì mình phải dùng các loại phân vô cơ, các loại phân Nhật, phân Đài ấy. Phân đấy thì nó khô hơn. Thì khi mà mình dùng những cái khô vào những cái vườn ẩm. Còn những cái vườn ẩm và giá thể ẩm ấy thì không nên là dùng là cái loại phân trâu, phân bò, bởi vì nó ẩm quá. Ẩm quá mà nó nắng thì nó hay bị thối. Còn những cái khô thì nó khô tất, mà ẩm thì ẩm hết. Nhưng ẩm thì phải mát. Nhưng mà ẩm như thế thì mình dùng phân ẩm thì nó ẩm quá. Mà khi mà nó ẩm quá rồi thì mình chăm sóc sẽ khó hơn. Cây nào cũng vậy thôi. Đấy, thì về phân bón cây này em cũng chỉ dùng như những cây khác bởi vì nó quý. Nhưng mà thực ra thì cây nào nó cũng là cây nào cũng cần phải quý như nhau. Chứ em không có cái khái niệm là cây đắt tiền là quý hơn, không phải thế. Cây nào cũng quý cả, mình chăm sóc thì có cây nọ cây kia. Cây thì đương nhiên là nó không thể đều chăn chẵn được là tất cả đều tốt nhưng mà nó cũng có xác suất để đỡ bị chết. Và nó cứ tốt lên là trồng nó sẽ ra hoa. Đây thì em nói sơ lược một chút về cái lá của cái cây này. Đây, đây là cái bản lá của nó, dạng lá của nó nhé. Đây em quay xuống đây các bạn nhìn sẽ rõ hơn này. Thân lá của nó là trắng muốt luôn bác nhá. Thân lá của nó rất trắng. Thân này trắng xanh ấy, có nghĩa là xanh nó không bị ám tím ấy. Đấy, riêng một cái này chân lá sẽ trắng. Nhưng đôi khi là những cái mà mới nở ấy thì là mới lên ấy, nó vẫn hơi phẩy phẩy một chút. Nhưng mà nó sau nó sẽ trắng hết như này. Thân nó xanh sạch chứ nó không phải là dạng thân tím. Đấy, riêng cái này bản lá của nó thì rộng khoảng 2 đến 3 cm, nó tùy vào là người nuôi. Và nó dài khoảng tầm độ 7 đến 8 cm, nhưng có thể là 5 cm nhưng tùy, nhưng thường những cái lá phát triển như này nó sẽ dài khoảng tầm 7 cm. Có thể là chỉ 5 cm thôi. Phụ thuộc vào là nhà bác nhiều nắng ấy, thì lá nó sẽ rụt lại, nó sẽ ngắn đi. Còn các ít nắng thì vườn lá trồng ít nắng thì lá nó sẽ dài ra, nó khoảng tầm 8 9 cm gì đấy. Tùy. Cây này thì dạng lá của nó thì nó có tương đối là có những thứ là để mình có thể nhìn được, đó chính là cái lá nó sọc trắng rất là rõ. Đây các bác nhìn này. Lá nào nó cũng sọc trắng rất rõ. Lá sọc trắng. Lá sọc trắng rất là nhiều. Một cái sọc này, một cái lá này của nó sọc khoảng tầm độ 10 cái sọc màu trắng. Mỗi bên 5 sọc chia đôi. Lá nó thường mới ra cổ ngọn đây các bác nhìn này. Nó hơi nhăn. Và cánh nó hơi quằn một chút. Đấy. Đây này này. Nó nhăn này. Nhăn nhá. Đấy, lá nào cũng thế. Nhưng về sau nó phẳng à. Nhưng nó vẫn có cái thái độ nhăn này. Không nhăn nhiều thì nhăn ít. Những cái lá gốc thì mình không nói. Lá gốc thì thường bao giờ nó cũng phẳng. Cây nào cũng thế. Đấy, nhưng mà nhăn thì đây các bác nhìn này. Đấy, đây em mới nói về cái lá già. Đây nó cũng nhăn một quăn này. Không cái lá nào lá phẳng. Nó cũng hơi nhăn và hơi quăn một tí. Đấy, đuôi lá này quắp. Và nó hơi vặn vào đỗ một chút đây này. Hơi vặn nhé. Đây này. Quắp và hơi vặn. Hơi nghiêng đấy. Thực ra thì khi mà nó cây mà nó được ăn nắng đều ấy, mà trồng thẳng ấy thì nó ít vặn hơn. Nhưng còn những cái cây mà nó nghiêng ngả như này thì nó sẽ được vặn nhiều. Bởi vì nó hướng theo hướng ánh sáng mà. Hướng ánh sáng như nào thì nó sẽ vặn ra để mà cái mặt lá trên này nó hướng ánh nắng. Đấy. Thì ngoài ra thì những cái việc mà các bác chăm sóc cái cây này thì các bác cứ coi như nó là một trong những cái cây bình thường thì các bác chăm nó sẽ rất dễ và rất tốt. Đây cây này em trồng, cây nào em trồng kiểu dạng là vỏ thông. Em trồng đến 8-9% vỏ thông, 80% vỏ thông. Còn đâu đây em chỉ cho một ít gọi là 80% vỏ thông, thì ở đấy thì một số những cây yếu ấy thì em cho ít bột dừa, ít rêu để cho nó có một chút để nó nhanh ra dễ. Có những cái cây nào mà nó khỏe ấy, thì em chẳng cho cái gì cả. Bởi những cái khỏe rồi cứ trồng vỏ thông công ấy thì nó thoát nước tốt. Mà cây thoát nước tốt thì dễ nó không bị úng, nó rất là tốt. Nó đi kiểu ghép vào gỗ ấy, ít khi nó bị thối lắm. Nhưng mà ghép vào chậu này nó hay bị hơn, bởi vì giá thể nó nhiều và nó ẩm. Nhưng mà nó ẩm thì nó lại tốt hơn. Đấy. Nhìn chung là để mà nói rằng là trồng cây ấy, nó đôi khi nó cũng có cả ưu nhược điểm rất là nhiều. Cây của bác có ưu điểm là nó ẩm nhanh tốt, thì nó lại có nhược điểm đó chính là nó nhiều bệnh. Mình lại phải phun phòng liên tục thì nó mới không bị nấm với cả thối với cả các loại trên đời. Nhìn chung nó cũng đơn giản thôi. Cái này thì các bác cứ trồng chăm, có gì thì các bác lại gọi điện cho em sẽ tư vấn, hoặc là nhắn tin cho em thì em sẽ tư vấn. Những cái đấy rất là đơn giản thôi, trồng cây nó rất là dễ mà. Đấy thì em nói sơ qua về cái cây 5 cây trắng Minh Vũ. Đây thì em quay cận cảnh cái bông hoa của nó. Hoa của nó ra đến bây giờ để mà tính ra thì nó sẽ rơi vào tầm tháng 5 lịch dương, cuối tháng 5 lịch dương. Thì đôi khi có một số nhà vườn ấy thì bây giờ nó mới nụ, nó phải tháng 6 mới nở cơ. Thế nên là để mà nói là cái cây này nó nở đôi khi tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 nó mới nở. Phụ thuộc vào cái nhà trồng, nhà đấy có khi là trồng nhiều nắng ít nắng, hay là trồng ngắt nước sớm. Năm ngoái là người ta ngắt nước, người ta tưới ít ấy, thì nó sẽ ra hoa sớm và ra hoa muộn. Thì nó thời gian kéo, nó không nhà ai giống nhà ai cả. Thế nên là nó sẽ thời gian sao hoa nó sẽ khác nhau. Thì đây em sẽ quay lại cái cây mặt hoa, cái cây 5 cây trắng Minh Vũ để các bác ngắm một cách chi tiết hơn. Cây này mũi nó hơi màu hồng nhá. Đây. Cánh của nó là cánh trắng. Để các bác tìm hiểu và các bác mua những cái cây làm sao để cho nó, em làm video để các bác nhìn và các bác biết là các bác đi mua là không bị nhầm. Các bác có thể xem qua những cái clip của em sao và biết được rằng là những cái cây đấy nó là như thế, hoa mùa này mùa kia, thân lá nọ kia. Bởi vì đôi khi ấy, các những bác mà bác ấy bán những cái cây xổ số, hoặc là những cái cây xổ số, ví dụ xổ số các bác ấy bảo là giống cây 5 cây trắng Minh Vũ đạn này, thì thực ra thì nó vẫn là xổ số chứ nó không thể hoa giống như này được. Nó chỉ giống như này thôi nhưng mà nó không giống hệt. Nó giống 7-8% nghĩa là cánh áp tím hạn thế hay như nào đó. Thế nên là các bác nên để ý và cẩn thận một chút. Mua cây thế. Bây giờ cứ bảo giống thì chết giờ. Mua những cây này nó nhiều tiền. So với những cây phi điệp tím thì cây này nó đắt hơn rất nhiều. Thế nên là em cũng chỉ muốn là các bác mua được cây nào thì nó chuẩn cái đấy, không bị nhầm lẫn. Đấy, em giới thiệu với cái cây 5 cây trắng Minh Vũ 1. Thì mời các bác cùng tham khảo. Thì hẹn gặp lại các bác vào những video khác. Cảm ơn các bác và xin chào.